Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, lại là Cơn Lao đây, và mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip ngày hôm nay thực sự đúng nghĩa một siêu phẩm các bạn nhé. Trước khi các bạn xem clip này, mình có một yêu cầu nhỏ, các bạn hãy cầm giấy bút, sách vở ra, để trên bàn hoặc để ở đâu bất kỳ để ngồi thật ngay ngắn để xem những kỹ năng hướng dẫn ESU của mình. Đấy, các bạn hãy xem này, chắc chắn 100% không bao giờ trúng. Tại vì sao là như vậy? Clip này mình nói cho các bạn biết một điều rằng không cần bắn cho hái trúng, các bạn vẫn chơi ESU Pro. Các bạn đã bao giờ thắc mắc rằng các bạn chơi tất cả các vị tướng giỏi nhưng riêng ESU các bạn bắn mài không trúng không? Các bạn có bao giờ thắc mắc chưa? Đây, cái pha này mình sẽ chỉ ăn con búa xanh phát là mình sẽ chim cút các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy nhìn này, đấy, ăn được con búa xanh rồi và mình sẽ tốc biến chim cút. Làm gì táo, lêu lêu, chả làm được gì táo hết. Đấy, và clip này mình sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn đừng lo, hãy yên tâm rằng hôm nay có Cương Lao vào đấy. Cương Lao cũng giống anh em, chơi ESU rất nhiều nhưng bắn không cần phải bắn trúng hai. Cái pha này chắc chắn là thì cái pha này cũng trúng nữa các bạn. Cái pha này thì trật các bạn này. Đấy. Đấy, nói trước cho bạn nó đỡ tâm lý. Thôi, coi như là clip này thì mình sẽ chơi ESU không quan tâm đến chiêu hai các bạn nhá. Và mình sẽ bày cho các bạn một mèo đánh ESU rất mạnh các bạn nhá. Đó chính là chiêu 1. Đố các bạn bet ESU cũng bao giờ biết được cái cách chơi ESU cơ nào luôn. Đó là mình sẽ chơi ESU theo thiên hướng xạ thủ các bạn, sẽ bắn và bắn kết hợp với chiêu 1 các bạn nhá. À, mình sẽ nói tiếp cho các bạn hiểu tại vì sao bắn chiêu 1. Như bạn đã biết, ESU khi bật chiêu 1 và vị tướng nằm trong phạm vi chiêu 1 của ESU thì mỗi đòn đánh thương của ESU sẽ có thêm sát thương chuẩn nhá. Đấy, cái điểm này thì đúng đủ bét ESU mới biết được. Đấy, rồi cái gì đây này? Tàu bắn với chiếc đòn đây rồi, một phát, hai phát. Đấy rồi, ôi giời ơi, ngon quá. Đấy, tiếp tục. Ôi, cái thằng rồng này nó hay thật đấy. Rồi, ok, nói chết anh em nha, bình tĩnh nha. À, pha này bắn chưa chết rồi anh em ạ. Pha này vẫn chưa chết được. Đấy, cho nên rồi, cái pha này rồi, ok, 1-2. Không cần phải trúng, bởi vì trúng cái pha nó không chết, mình bắn trúng làm gì? Để các bạn thấy không? Thực sự là mình chơi ESU, mình chiêu 2 không cần phải trúng nhiều. Cứ 10-20 phát trúng cần một quả, mà một quả đấy là phải kết liều đối phương mình mới chơi. Thực sự các bạn phải hiểu là cầm ESU mà bắn cầu lìa máu thì ngày xưa là các bạn không cần thiết. Chiêu 2, mục đích của Cương Lao là dọa người các bạn nhá. Mình gồng dọa nó thôi đấy, cho nó làng, cho nó lách, cho nó mất tập trung các bạn ạ. Đấy, còn cái quan trọng nhất của mình đó chính là bắn và kích hoạt chiêu 1. Thì cái bắn kích hoạt chiêu 1 đấy thì mình sẽ dùng khi vào giữa game, mình sẽ đi bắt lẻ các bạn thấy được cái điểm mạnh của vị tướng ESU nó mạnh như thế nào. Đấy, clip này mình nhắc lại nhé, các bạn đừng có quan tâm chiêu 2 của mình nhá. Đấy, các bạn đừng quan tâm chiêu 2 của mình. Mình đã giải thích ở đâu clip rồi. Đấy, tôi dù mình cũng chơi ESU nhiều đi chăng nữa, như thế nào đi chăng nữa thì cái chiêu 2 của mình không thể tiến bộ được. Cho nên mình đã chọn cái cách không biết chơi ESU nhưng mình sẽ chơi kiểu bắn thương. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Rồi, cái pha này từ từ chim cút phát. Rồi, chiêu 2 các bạn nhá, 4 thằng trật cho đập. Không sao các bạn nhá. Chính là bắn như vậy mới đẳng cấp các bạn ạ. Khi có 4 thằng ở đấy nhưng các bạn bắn lọt thòm giữa 4 thằng đó mới đẳng cấp. Chứ trúng cái pha này 99% người là đều trúng thôi. Các bạn là 1% người còn lại. Đấy, thế mới là sự khác biệt các bạn. Đấy, 4 thằng phá vừa rồi, thực sự trúng nó rất là dễ dàng, mình không muốn bắn trúng. Bắn trúng làm gì? Bắn trúng không giải quyết được cái gì cái vấn đề đấy. Mà quan trọng nhất clip này các bạn hãy nhớ rằng mình sẽ dùng combo chiếu 1. Đây, cái thằng này chết của mình rồi. Đấy các bạn, chỉ cần đơn giản combo đơn giản thôi. Mình muốn trúng một cách mà hiệu quả nhất, chứ không muốn trúng kiểu vớ vẩn. Đấy. Cho nên cái mèo chơi ESU này, thực sự để mà nói rằng đấy là cái cách chơi gọi là giúp những người chơi kém như mình để chơi được tốt hơn một chút thôi. Đó chính là mình luôn luôn sử dụng chiêu 1 hoặc con chiêu 1. Mình luôn luôn tích tủ chiêu 1 trước khi đánh nhau. Chẳng hạn trong trận đấu này có thằng Flo lao vào, có thằng Nagrod lao vào, thì mình sẽ sẵn sàng khi nó lao vào mình sẽ đặt luôn chiêu 1 dưới chân mình và mình sẽ bắn chiêu 1, mình sẽ bắn thương. Và trong cái cách bắn thương đấy, mình sẽ sử dụng cái combo 2-3 thật chuẩn xác. Chẳng lẽ với một cái khoảng cách gần mà các bạn bắn chiêu 2 chật nữa thì mình khuyên các bạn không nên chơi ESU. Đấy,
Cái cách clip này mình nói là các bạn bắn xa, trật, mình đồng cảm, giống cơn lao, nhưng với cái lý gần, ở trong một cái phạm vi 1-1 đi, mà các bạn quăng chiêu 2 trật với chiêu 3 trật nữa thì thôi, nghỉ ế xú đi. Đấy, cho nên là clip này mình kết hợp cái chiêu 1 nằm trong tầm 7 và bắn sát thương chuẩn, kết hợp chiêu 2 và chiêu 3. Các bạn hãy xem thằng Na này, thằng Na, ôi mình biết hết cái 7 rồi. Cái gì đấy Na, tao cho mày mùa đúng, tao cho mày mùa tư dư để sáng mai luôn. Bạch, đấy, ngon lành cho các bạn. Đấy, một mạng đầu tay. Rồi, không sao, mình về một phát các bạn nhá. Rồi tiếp tục nhá. Mình nhắc để nhắc lại các bạn ạ. Đấy, các bạn đừng có chú ý đến chiêu 2 của mình. Chiêu 2 của mình ấy, lúc các bạn suy nghĩ trật thì mình sẽ trúng. Những lúc các bạn suy nghĩ trúng thì mình lại trật. À, thế nó mới đẳng cấp cương lao chứ anh em. Rồi, cái pha này các bạn hãy xem một cái sự di chuyển khôn khéo mình để rồi chạy đi đâu. Có mạng nó có tốc biến nhưng thôi chưa ba cho chắc anh em ạ. Rồi, một mạng xây phơ lao cái. Đấy các bạn nhá. Đôi khi ấy xưa là một có cái sự di chuyển nó rất là khốn khéo các bạn nhá, rất tuyệt vời. Rồi mình sẽ phám luôn cái đường này, miễn sao trong trận đấu ấy xưa không trận đấu này mình không ép được đường thì mình sẽ cố gắng phám triệt để nhanh nhất để mình có thể lên được những cái build đồ. Mình chỉ cần lên 2-3 build đồ thôi, đó là cái kiếm pha nia này, mình lên được cái kiếm pha nia, xong rồi mình lên được cái xuyên giáp, xong bắt đầu làm lên được cái nánh nữa là thôi các bạn ạ, chỉ cần 3 build đồ thôi. Còn ngon hơn nữa thì phức hợp các thứ linh tinh thì đúng là nó thật bá chạy luôn. Bắn bất kể cái thằng nào bay vào, kể cả thằng Flo mà bay vào, mình bật đặt cái chiêu 7 mình bắn tầm 3 phát, kết hợp chiêu 2-3 lui một phát, đúng là nó chúng không ai chịu nổi luôn. Rồi các bạn nha, chờ mình một chút, mình sẽ farm một chút để kiếm một ít đồ để mình có thể là solo kill, và mình sẽ cho các bạn thấy được rằng combo chiêu 1 bắn thương nó mạnh thì mình là thật, để mà mạnh vượt trội, nó không vượt trội nhưng nó sẽ hỗ trợ thêm một cái lượng sát thương các bạn nhé. Đó là sát thương chuẩn. Đấy, các bạn không biết thì các bạn cứ ra các bạn đọc đi, đọc chữ 1 hoặc là các bạn bởi vì mình nghĩ là cái này rất ít người biết, cho nên mình chia sẻ một cái điều rất là hay. Đây rồi, không có lo, tao thách mình vào 7, tao thách mình vào 7. Rồi, vào 7, tao bắn. Rồi, cái gì? Rồi, tốc biến chữ 2 này. Thành những gì lừa anh em này. Các bạn biết lý do vì sao thông phân lo nó rệt mình cái phái này không? Bởi vì nó biết mình bắn chiêu 2 toàn xịt các bạn ạ. Đấy, nó biết mình kiểu, nói chung đôi khi mình sẽ làm một cái gọi là kiểu giả ngũ các bạn, kiểu một cái gì đấy để cho team địch nó chủ quan ấy, đến khi mình lừa nó vào trường mình tăng chiêu 2 chuẩn cho cái pick. Đấy, Flo rất là cay các bạn nha. Hai mạng rồi, Flo rất cay, mình khả năng tí nữa thì trong combat nó chỉ rệt mình thôi. Đấy, trong combat nó sẽ rệt mình thôi các bạn nha. Rồi, tiếp tục nào. Bây giờ thì mình sẽ thôi cái chiêu 2 thì cần gì bị cầu rìa các bạn. Thì mình sẽ đây, mình sẽ đặt cái bầy đấy nhá. Rồi thằng nào lao vào đây. Còn thằng nào nữa nhỉ? Thằng Na đâu rồi? Vào đây tao bắn mày chết luôn. Mí ở trong bầy tao bắn mí đau lắm. Đấy. Ôi các bạn thấy chưa? Bá bắn thằng Na chết nhá. Đấy, chúng mày cứ vào bầy đi. Các bạn không tin nhá. Các bạn cứ áp dụng đi, các bạn cứ ra đi. Các bạn cứ bắn một cái các bạn vào đủ thương nhá. Tập luyện ấy, các bạn bắn một vị tướng khí chứ vào bầy. Rồi các bạn sẽ kích hoạt cái bầy dưới chân các bạn sẽ bắn. Thì các bạn hãy xem sát thương nó to lên bao nhiêu. Thì mình cũng thể có một cái tính toán chính xác là nó được tăng 300-400 sát thương cả. Đấy, mình cũng thể có tính toán chính xác. Cái tính toán chính xác nó phụ thuộc vào cái build đồ, vào cái level. Nói chung là nó không có cái số lượng thống kê chính xác nhá. Nhưng nó mạnh hơn các bạn nhá. Nó mạnh hơn. Đấy, vừa rồi thì một combo cơ bản. Nói chung thực sự là mình bắn ESU thì chỉ bắn gần ở trong cái phạm vi kiểu một cái bầy thôi các bạn nhá. Bắn rất tốt. Mình bắn trong phạm vi một cái bầy, mình chỉ vuốt thả cái tạch là ok thôi các bạn nhá. Rồi. Rồi các bạn nhá, bây giờ này. Này, cái pha này không cần phải trúng. Không nhất thiết chiêu 2 phải trúng các bạn nhá. Chỉ cần là dọa nó thôi. Đấy, tao vừa bắn mi coi đó, về đi. Đấy, dọa như vậy các bạn nhá. Bởi vì trúng nó phải không chết. Mà các bạn phải hiểu đó, ngay sườn dư mình livestream ESU mình bắn chỉ là một phát chết luôn thì mình bắn. Còn cái pha này thì nói chung là cầu rìa thì ok, nói chung là đông quan điểm. Rồi ok, ăn được cái trụ này, từ tiếp tục. Rồi cái pha này các bạn này. Cái pha này nhá, này, chiêu 2 này từ chứ được. Mình chiêu 2 pha đấy là cái thằng điêu thuyền nổ xịn mình các bạn ạ. Đấy, cứ phá bắn. Ô, cái thằng đi chết rồi mình đấy kia. À, cái thằng này lão nha. Rồi thằng nào tao đặt bầy đấy. Thằng nào mà bước qua cái bầy này tao bắn chết luôn. Rồi thằng gì đấy. Rồi ok, bình tĩnh này, cái pha này này. Một phát không cần phải trúng các bạn nha. Mặc dù nó đứng im không cần phải trúng. Phát thứ hai này tiếp tục không cần phải trúng. Mình không cần phải trúng cái pha này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Máy quay anh em. Úi dồi ôi, nổ rệt mình anh em ơi. Ai kêu kêu tí mới kêu kêu. Tí mới kêu. Bọn kia nó giết mình kia rồi. Mình không ngờ.
Không ngờ cái chiêu hai của mình nó tề thật đó các bạn à. Không thể tin được con Esu trong tay Cương Lao nó. Nhưng mà các bạn nhìn Kania đi. Các bạn nhìn Kania cho mình đi. Đấy. Các bạn hãy nhìn Kania đi. Quan trọng nhất vẫn chính là kết quả các bạn nhé. Không cần biết Cương Lao của bắn trúng bao nhiêu đi chăng nữa, bắn mít bao nhiêu chăng nữa, các bạn hãy nhìn cái kết quả 504 chưa nằm xuống cái mảng nào. Và các bạn hãy nhìn cái cách mà mình ăn bao nhiêu cái trù. Cái gì thằng Na ra đây, tàu quật mới đi luôn, tàu thách flow ra đi luôn các bạn nhá. Đấy, quan trọng nhất kết quả nhá. Và kết quả clip ngày hôm nay mình đã truyền đạt cho tất cả các bạn một combo. Nếu bạn nó chế kém con Esu đừng lo, hay combo đặt bầy giữ cho mình một cái chiêu bầy này và bản thương kích hoạt chiêu 2, chiêu 3 trong phạm vi một cái bầy thì các bạn auto mảnh luôn, thậm chí rất là khó chết đấy các bạn nhá. Cái đó rất rất là giá trị đấy. Còn cái phá này đấy các bạn đấy, nhưng lúc các bạn từng trật thì mình sẽ trúng đấy các bạn thấy chưa, đẳng cấp cho nó phải năm rồi đấy. Đấy này dư ấy, mình chẳng qua là chỉ trêu các bạn thôi, con chiêu hai mình bắn chơi nào mà chả trúng này các bạn không tin đúng không. Từ từ để có cái khoảng cách kìa, đây mình nấp bụi mình bắn thằng Ná này xem này. Đây này các bạn không tin đúng không, đây này đây đây đấy các bạn thấy chưa, các bạn đã thấy chưa, thằng Ná gần chết nhá. Cái gì đấy, ôi giời ơi, mình đặt cái bẫy ở đấy rồi thì đúng là thằng Esu, à thằng Velo đúng là chỉ có việc là la ra đi thôi các bạn nhá. Này cái pha này các bạn xem này, không cần phải trúng đấy các bạn thấy chưa. Mình biết cái pha này không cần phải trúng thì mình sẽ không cần phải trúng, còn pha nào trúng mình sẽ cần trúng. Này tao con chiêu hai tao bắn mít thằng Ná đấy. Cái pha này các bạn này chuẩn bị xem này, pha này đấy các bạn thấy chưa, đăng cấp 5 ở đấy tiếp tục này này đấy, không cần phải trúng đấy các bạn thấy chưa. Đấy pha nào cần trúng mình sẽ cần trúng, mà không cần trúng mình sẽ không cần trúng. Cho nên clip này hy vọng anh em nào không biết chơi Esu bắn chiêu hai tâm xa thì anh em hãy học hỏi clip này, hãy cố gắng tập trung pháo cho mình ra đấu game và hãy chơi theo trong một cái bẫy đấy. Cho nên các bạn là đặt cái bẫy dưới chân này, bắn cho mình hai cái quẹt chiêu hai, các bạn quẹt chiêu hai kiểu gì các bạn cũng trúng thật luôn. Trong phạm vi một cái bầy, các bạn cần quẹt chiêu hai, các bạn cứ vuốt về hướng tướng địch ấy là trúng rồi. Các bạn kết quả chiêu ba đấy, sẵn bạn bắn thêm cái nữa thì chả có thằng nào đỡ rồi. Cho nên hy vọng các bạn hãy xem xong clip này, các bạn hãy luyện, hãy ra các bạn chơi đi, giữ cho mình cái chiêu một lại, khi ra có mát đặt ở dưới chân bắn cho mình coi nó có mạnh hơn không, có dễ chơi hơn không, có bet Esu hơn không. Bây giờ sẽ có một cái trào lưu không cần phải bet Esu bắn chiêu hai mà bet Esu dùng chiêu một bắn thương các bạn nhá. Rồi thì mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi, và xin chúc các bạn hãy trừ đến bet Esu theo cách của các bạn nhá, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau, và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả các bạn may mắn. Yeah, bye bye.